Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV và tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất liên quan vụ việc của anh Tuấn xà lan cũng như là hiện tại gia đình của chị Hà đã ra được vật chứng gì mới ở dòng sông Vàm Cỏ hay chưa, thì em sẽ cập nhật trong video ngày hôm nay cũng như là rất nhiều nội dung mà quý vị khán giả thắc mắc. Đặc biệt nhất là nếu như mà không tìm được vật chứng mới và chỉ có cây lát và cái cánh chân vịt ba cánh kia, thì liệu rằng hai vật chứng này nó có phải là đã đủ điều kiện để chứng minh là anh Tuấn có liên quan hay không? Và đặc biệt hơn nữa thì khi mà đo kích thước của cây lát và chân vịt đó, nếu như nó không trùng với kích thước của xà lan của anh Tuấn thì sẽ ra sao? Thì tất cả sẽ có trong video này. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng là hiện tại rất là nóng ha, là gia đình chị Hà ấy tiếp tục cào ở khu vực sông Vàm Cống. Và theo thông tin mới nhất ấy, thì tối ngày hôm qua quý vị nha, chiều ngày hôm qua ấy, thì đã cào trúng một cái vật rất là nặng. Đó, đã sau cái quá trình già tìm, đó, thay cái móc, ở đây là móc, lần này là móc dài, to hơn, dài hơn, để cào được vị trí sâu hơn. Và cũng dùng cái viên đá nặng để kéo được cho nó xuống vị trí sâu hơn. Thì đã mắc phải một cái vật gì đó ở dưới dòng sông. Và sau đó thì thợ lặn đã xuống, nhưng mà thấy toàn cát quý vị, thấy toàn cát thôi. Đó, thấy mắc phải nặng nặng. Đó, và gia đình thì cũng lúc đấy rất là mừng, bởi vì nghi rằng là đã tìm được cái vật chứng rồi. Nhưng mà lúc lặn xuống thì ở dưới đó toàn là cát thôi quý vị. Đó, nên là cái quá trình tìm kiếm thì hiện nay ấy, là mà chiều ngày hôm qua, tối ấy, tối muộn ấy, thì gia đình cũng đã rút về. Nhưng mà tất cả những cái đồ đạc, ví dụ như giò móc câu, ghe tàu thuyền thì vẫn gửi lại ở hiện trường đó, à, vẫn chưa có chuyển về. Thì chứng tỏ rằng là gia đình vẫn tin rằng sẽ có gì ở dưới dòng sông đó. Và theo phân tích của Hoàng Sơn TV thì em nghi ngờ rằng sẽ có hai thứ vẫn còn nằm ở dưới dòng sông. Thứ nhất là có thể là cặp bình ắc quy, bởi vì dựa theo những cái gì mà chúng ta biết được là thay cặp bình 200 ampe 13 triệu, nhưng mà lúc đó anh Tuấn không có tiền nhưng mà vẫn cố tình để thay, để gọi là lấy cái bình đó để làm gì, mà có thể đó là thắp sáng thì không phải đó. Còn cái vật thứ hai em nghi đó chính là cái mỏ neo, bởi vì cái mỏ neo thì khi mà càng ghim xuống sâu thì nó lại, khi mà càng kéo thì nó lại càng ghim xuống sâu. Thì có thể nói ghim xuống sâu thì chúng ta sẽ rất là khó tìm, bởi vì cái mỏ neo là chúng ta biết rồi, khi mà có cái lực kéo xuống thì nó chìm có thể xuống tận hàng 1 mét dưới bùn, thì làm sao mà dài chúng đây, đúng không? Bởi vì ở dưới đó thì còn biết bao nhiêu cái lớp cát. Ví dụ như là bùn thì là cái già móc câu có thể già được, chứ xuống cát 1 mét sao mà già. Đó, nên là rất có thể là cái vật còn ở dòng sông kia là cái vật nặng nhất, thì có thể sẽ là một cái mỏ neo cũ đó, sẽ còn nằm ở dưới đó. Nhưng mà cái phương pháp tìm kiếm nếu như vẫn là già thì sẽ không thể nào tìm thấy được, bởi vì là lúc đấy nếu mà em nói mọi người là già thì làm sao mà xuống vị trí sâu cả mét được, bởi vì là 4 tháng rồi mà cái vật mỏ neo thì nó lại rất là nặng, thì cát nó sẽ vùi lên thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy vật chứng đó. Rồi, tiếp theo cái nội dung tiếp theo đó chính là nếu như không tìm được vật chứng mới mà chỉ có cây láp với lại là cái chân vịt thì sẽ xử lý như thế nào. Đó, đầu tiên thì em phải nói với mọi người rằng là cái chân vịt này là chúng ta mới phát hiện ra và chúng ta mới nghi ngờ hay là sao? Bởi vì em nói với tất cả mọi người là tại sao cộng đồng mạng họ lại nghi ngờ là cái láp mà khi tìm thấy nó lại đúng là cái láp, thì nó có phải là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, hay là một cái sự gọi là chuẩn xác, thì cái đấy chúng ta phải chờ cơ quan chức năng. Còn cái vấn đề là em nói với mọi người rằng ấy, là cây láp này là được nhắc đến khi nào? Cây láp này được nhắc đến là lúc đó là có cái người đến mua xà lan, mà lúc đó anh Tuấn muốn bán xà lan là 5,6 tỷ, nhưng mà cái đời người mà đến mua xà lan ấy là nó chỉ có 5,4 tỷ thôi, mà anh Tuấn không bán. Thì lúc đó đã là dịp trước Tết đó, đây là cái muốn bán ha. Và cái lúc mà chúng ta biết được là cây láp đó thì lúc đó chúng ta đã biết rằng là thi thể chị Hà nổi phụt lên, là chúng ta đã biết được là thiếu một cây láp, nhưng mà anh Tuấn thì lại nói là không có cây láp nào. Vậy thì em nói mọi người là bây giờ để chứng minh cách nào, thì có nhiều quý vị khán giả còn nói rằng ấy là sẽ đo kích thước của cây láp đấy xem nó có phù hợp với cây láp trên xà lan của anh Tuấn hay không, để có thể đưa ra quyết định rằng cái cây láp đó nó đúng là kích thước trên xà lan của anh Tuấn. Mà cái điều thứ hai là có thể là vẫn cây láp đấy là mà vật chứng, nhưng mà nó không cùng kích thước với cây láp trên xà lan. Bởi vì sao? Bởi vì có thể là trên một chiếc xà lan này có thể để một cái láp của cái xà lan khác, mà bởi vì nó không cần phải đúng xà lan, cái cáp, cái láp đó là cái cây láp
của xà lan của anh Tuấn. Bởi vì là khi mà người ta cảm thấy là có cái cây cái lát nào đó hư, khi anh Tuấn đi sửa xà lan ấy, thì anh Tuấn xin cái lát đó đi sao, đúng không? Mà em nói mọi người là có sự trùng hợp nào, có sự trùng hợp nào mà cái cây lát và cái quạt vớt được nó lại đúng ở cái vị trí mà chị Hà nổi lên. Bây giờ em nói mọi người, cái chuyện 12 ngày mới nổi lên đó là một câu chuyện bình thường, nhưng mà chị Hà là 12 ngày nổi lên là do cao cấu, già móc câu, cao phải nó mới phụt lên. Chứ không phải là cái câu chuyện đây là tự dưng 12 ngày mà nổi lên đâu. Cái thứ hai, đó chính là nằm ở vị trí đúng cái chỗ chìm xuống. Đúng chỗ chìm xuống và sau đó nổi lên đúng chỗ chìm. Vậy thì em hỏi mọi người là dòng sông sâu 30 mét, thế làm sao mà cái chuyện cái thi thể chìm một cái xuống đáy luôn được, đúng không? Bởi vì là nếu như mà cái lời giải thích ở đây là cây láp đó và cái quạt đó đúng là của anh Tuấn thì nó chỉ có 50 kg thôi, thì nó có đủ để kéo thi thể xuống hay không? Thì em phân tích là có. Bởi vì lúc thi thể mới qua đời thì cái vật gì đó tầm 10 kg thôi đã đủ để giữ ở dưới lòng sông rồi đó. Nhưng mà cái cánh quạt và cái láp này, nếu như mà nó đúng là cái vật neo ở dưới lòng sông, thì cái cây láp này thì nó càng ở đấy lâu thì nó càng chặt. Bởi vì cái cây láp với cái cánh quạt nó kéo vào bùn và đất nó bùi lên thì làm sao mà kéo lên được, đúng không? Rất là khó chứ không phải không. Thì em nói mọi người rằng là bây giờ chúng ta sẽ đợi cơ quan chức năng là sẽ đem cái mẫu đó về đó để đo. Thứ nhất là họ sẽ tính toán rằng là cái vòng quay của cái máy đó ra bao nhiêu, đầu bao nhiêu, độ dài của cái cây láp đó là bao nhiêu. Nếu như cái láp đó là 4 tấc đó, có cánh quạt, 3 cánh quạt, thì nhiều người phân tích rằng là cái xà lan của anh Tuấn là 800 tấn thì không thể nào có cây láp mà chỉ có 50 kg, mà cái láp đó phải là 150 kg cơ đó. Và cái cây láp này thì không phải của xà lan của anh Tuấn. Vậy thì em nói mọi người là có cái sự trùng hợp nào đó mà nó lại rơi đúng cái chỗ mà chị Hà nổi lên hay không? Và nếu như mà đúng như cái gì chúng ta suy nghĩ rằng là cây láp đó là của anh Tuấn thì điều gì sẽ xảy ra, đúng không? Tuy nhiên chúng ta vẫn phải nói rằng là đến ngày hôm nay vẫn chưa thể khẳng định được cây láp đó 100% là của anh Tuấn, là đã vứt xuống đó, mà chỉ có thể biết được rằng là cái vị trí cây láp tìm được nó ở vị trí mà chị Hà nổi lên đó. Còn cái quyền quyết định là anh Tuấn có tội hay không ấy là phải do cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng. Chứ còn chúng ta thì chỉ có thể phân tích dựa theo những cái bằng chứng, những thông tin mà bên điệp viên của chúng ta cung cấp thôi. Em cũng nói với tất cả mọi người rằng là bên gia đình của chị Hà vẫn tin rằng là sẽ còn cái vật gì đó nữa. Bởi vì đấy là một cái suy nghĩ rất là đúng đắn. Em cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì là tuy nhiên em vẫn nói rằng là 50 kg là thừa sức để kéo được cái thi thể 60 kg. Bởi vì lúc đó xuống nước rồi là cái thi thể đó là lúc nó chưa có hơi ha, nó vẫn còn độ nặng, nó sẽ chìm ngay. Nhưng mà ở đây lại gặp thêm cái lắp 50 kg nữa thì nó kéo xuống rất là nhanh. Đó, em nói mọi người như vậy. Còn cái vấn đề em nói mọi người là nếu nghi ngờ ở dưới sông sẽ còn vật gì thì em sẽ nghi ngờ là cái mỏ neo hoặc là cái bình. Bởi vì là trong cái lúc mà vợ mình chưa tìm thấy, mà tiền thì không có, mà nếu mà anh Tuấn nói là lúc đó đèn pin nó không sáng, anh Tuấn đi mua cặp bình về để kiếm xác vợ là không có, không phải. Bởi vì xà lan của anh Tuấn lúc đấy đang có hơn 500 tấn hàng. Anh Tuấn không thể nào mà lấy cả bé ác quy đó lắp vào xà lan của anh Tuấn để đi kiếm chị Hà. Bởi vì 500 tấn hàng trên xà lan, mà cái xà lan của anh Tuấn to như vậy thì làm sao mà đánh cái xà lan đi kiếm xác được. Bắt buộc là phải dùng cái ghe nhỏ, mà ghe nhỏ thì lại không thể nào dùng cặp bình tặng gần 200 kg để đi kiếm xác. Không có ai mà đi tìm xác là phải lấy cặp bình to như vậy, một cái đèn pin là soi được rồi, chứ ai mà lấy cặp bình 200 kg để mà bỏ lên xà lan một cái chiếc ghe nhỏ để đi kiếm xác, không bao giờ có. Nên là gia đình vẫn nghi rằng còn cặp bình nữa. Nhưng mà nếu cái cặp bình đó là thật thì nó rất nặng, nó tận 100-200 kg. Thì quý vị tự nghĩ xem, 100-200 kg khi thả xuống sông thì cái lượng cát nó bồi lên, bùn nó đè lên, rồi là vấn đề là nó vùi lấp sâu quá, làm sao chúng ta mà già dính được. Có may mắn quá thì chúng ta mới có thể là già dính, còn không thì rất khó khăn để có thể nó là tiếp cận được với cái bình ắc quy đó. Đó. Và tiếp theo em cũng nói với tất cả quý vị các bạn rằng hiện nay gia đình vẫn đang nghi ngờ là có thể sẽ tìm được một cái vật chứng mới để có thể cho vụ việc này nó sẽ khép lại. Em nói với tất cả mọi người rằng là ở đây hiện nay đó, gia đình của chị Hà có nói rằng là vẫn nghi ngờ, nên là vẫn già liên tục ở quanh cái khu vực mà tìm được cái vật chứng đó để tìm thêm. Thì em nói mọi người nhé, đấy là hoàn toàn cũng có căn cứ chứ không phải không quý vị. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng ấy, là hiện nay gia đình của chị Hà đã tìm được một vật chứng ở đó, kéo lên được là cây láp. Thì mọi người bây giờ lại phân tích rằng là có khi nào cây láp đó nó lại không phải là cái vật
neo chị Hà hay không đó. Tuy nhiên em nói mọi người rằng ấy là cái vật đó nó nằm ở chỗ đó thì chị Hà lại nổi lên ở chỗ đó, mà lại 12 ngày mà khi mà cào cấu mới nổi lên. Vậy thì em hỏi mọi người, 12 ngày mới nổi lên mà thi thể nó còn nguyên vẹn một cách lạ thường, có nghĩa là nằm ở đó không có lý do nào hết. Bởi vì là em nói rồi, nếu như mà mắc phải gốc cây, mắc phải cái gì đó thì nó cũng phải trôi cả cây số mới mắc được, chứ lấy đâu ra mà mới gọi là qua đời không vùng vẫy gì hết. Anh Tuấn nói là cái hì một cái chìm luôn rồi, nằm ở đó mà không có cái sự gọi là níu giữ nào thì làm sao nằm ở đó, đúng không? Dòng sông em nói mọi người là xuống chỉ có cát thôi. Ví dụ như mà em nói mọi người nha, chị Hà nổi lên ở đó đó, mà ra xuống dưới kia nó gặp một gốc cây to thì chúng lúc đấy chúng ta mới nghi ngờ là chắc mắc vào đó, đúng không? Chắc là mắc vào đó, thì lúc đấy chúng ta nghĩ rằng là nó chìm nhanh lắm, nó chìm đúng như đấy luôn, mắc gốc cây đó, chúng ta vẫn tin. Chứ tại sao mà em nói mọi người là già xung quanh cái khu chị Hà nổi lên đó mà không tìm thấy cái gì cả, mà chỉ tìm thấy đúng cái lát. Vậy thì em hỏi mọi người, chị Hà làm sao nằm ở đó, đúng không? Bây giờ em nói mọi người là cho là cái lát đó là không phải là của cái vật mà neo chị Hà đi, thì cái chỗ đó toàn là cát thôi, thế chị Hà nằm ở đó bằng cách nào, đúng không? Mà nằm bằng cách nào mà khi mà già chúng mới phụt lên? Thế quý vị tưởng tượng coi, cái sức nén mà phụt lên cao trên mặt nước cả mét như vậy thì chứng tỏ nó phải nén lâu lắm, chứ nếu như mà không phải có cái gì giữ thì làm sao nằm ở đó. Nếu như mà bảo mắc gốc cây thì nó phải có gốc cây dưới chứ, thế chỉ nhẽ từ gốc cây nó trôi đi đâu à? Đó, nên em nói mọi người rồi, cái vụ việc này hiện tại đang rất có lợi cho gia đình chị Hà. Có thể là chúng ta đã cảm thấy rằng niềm vui là 60% rồi đó, chứ không phải 50-50 nữa. Bởi vì sao? Vật chứng đã được đưa lên, bây giờ cái quan trọng nhất là cơ quan chức năng họ sẽ xác minh xem cây láp đó đó, nếu như nó đúng là cái cây láp trên xà lan của anh Tuấn thì đó là một cái điều không còn gì để tả, mừng vô cùng. Nhưng mà cây láp đó không phải xà lan của anh Tuấn mà nó là một cái xà lan nhỏ hơn thì nó cũng không ngoại trừ là anh Tuấn có thể là mua hay là cần cái gì đó lấy cái láp hay là nhặt được, cũng không chừng. Nhưng mà chúng ta phải xác định được là cây láp đó đó là có đúng phải là trên xà lan của anh Tuấn bỏ xuống hay không. Bởi vì cũng có nghe rằng là xà lan của anh Tuấn có một cái láp thì chúng ta mới biết nghi ngờ cái điều này. Chứ em nói mọi người là chả có cái lý do gì tự dưng mà chúng ta lại nghi ngờ cái láp cả, mà phải có người nhìn thấy thì chúng ta mới nghi ngờ. Đấy, cái clip đấy là đúng là do em đăng tải cách đây là vài tháng rồi, đúng không? Là có người gọi cho em mà nói rằng là lúc đi mua xà lan này thì có thấy một cái láp gãy là phía sau lái, mà anh Tuấn lại bảo là không có, nên là chúng ta mới nghi ngờ cái điều này. Và kèm theo cái bình ác quy thì chúng ta cũng rất là nghi ngờ. Và hiện nay gia đình cũng vẫn sẽ cố gắng để hôm nay xem, em nói mọi người là trong ngày hôm nay có thể tiếp tục dò tìm với cái bán kính rộng hơn, hy vọng sẽ tìm được một cái vật gì đó mà chúng ta đang mong muốn. Em nói mọi người, nếu như mà nó đúng là cái mỏ neo thì rất là khó để tìm. Bởi vì sao? Cái mỏ neo thì càng kéo nó lại càng đâm xuống sâu, mà xuống sâu thì quý vị thử nghĩ, qua cái lớp cát rồi thì làm sao mà ra được đây. Mà cái giả của chúng ta nó chỉ giả ở cái vị trí là sâu tầm 5 tấc 3 tấc dính bùn thôi, chứ còn cát thì làm sao mà ra cũng được. Cát nó mọi người nặng lắm, không thể kéo nổi, bởi vì xuống một mét đâu phải đơn giản, 3-4 tấc thì có thể là vẫn giả dính. Chứ em nói một cái mỏ neo nó đâm sâu xuống cả mét ở dưới đó thì làm sao mà tìm thấy đây, đúng không? Ví dụ như em nói mọi người là khi mà thả xuống đó nó dính xuống đó rồi cát đất nó bùi nó bồi lên rồi làm sao tìm thấy. Bây giờ á, là chúng ta đang rất là mong muốn này tìm được một cái đầu mà nó còn sót ha, cái đầu đó nó dính luôn cái bao hay là cái dù ở đó, và cái đầu kia nó nối xuống cái neo nó trôi lênh phênh này, chúng ta mắc phải thì chúng ta không còn cái gì để mà nói nữa đó. Em nói mọi người rồi là gia đình chị Hà nó thông tin rồi, là công an nó ở đó đầy nhắc hết đó, cùng với đội hình sự điều tra ở bên đường thủy cùng phối hợp với gia đình để đưa cái vật chứng nó lên, và đã chuyển vật chứng nó đi rồi. Thì chắc chắn em phải nói mọi người là chắc chắn một điều là dù cái cây lác đó không phải của anh Tuấn thì anh Tuấn vẫn phải bị triệu tập lên để có thể đấy đối chứng, lấy lời khai, dù là không có tội đi chăng nữa thì vẫn phải lên để có thể đó là trả lời một số cái câu hỏi. Cũng như là em nói mọi người, cái xà lan của anh Tuấn chắc chắn là trong thời gian tới sẽ bị sờ đến, có thể là niêm phong. Bởi vì em nói mọi người là bây giờ cái xà lan đó là cái nơi mà gây ra vụ án này cần phải được điều tra. Và tại sao cái màu của anh lại đang là màu vàng, anh phải sơn sang màu xanh, mà trong khi đó vụ việc này đang trong quá trình điều tra là anh đang tự ý thay đổi màu sắc, mà trong khi đó thì gia đình đang nghi ngờ là xà lan đó có cái gì đó, anh đã xóa dấu vết hay không?
đúng không? Nên là em nói mọi người là chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ cái điều đó, nên là em cũng sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất trong những video tiếp theo. Nên là quý vị khán giả cứ yên tâm đi ha, em sẽ cập nhật thông tin liên tục, những thông tin cực kỳ nóng để cung cấp cho tất cả quý vị khán giả. Nên là mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh, và đặc biệt hơn nữa thì mọi người để lại một lượt bình luận để ủng hộ em. Em sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất và cận cảnh tại hiện trường để cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.